Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Tran Official. Kính thưa quý vị, cách đây một vài hôm, có một quý vị hỏi tôi là ngủ tư thế nào là tốt nhất. Hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn về các tư thế ngủ để xem tư thế nào có thể là phù hợp nhất với quý vị. Xin lưu ý là tôi có nói một bài về làm sao ngủ ngon tại Hiền Như Tỉnh Thất, cũng trên kênh YouTube chính thức của tôi. Quý vị có thể xem bài đó và kết hợp với cái bài ngủ tư thế nào ngày hôm nay để xem cái giấc ngủ nào là phù hợp nhất với quý vị. Đầu tiên, tôi nói tí xíu là tại sao chúng ta cần phải ngủ. Rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ rằng giấc ngủ cực kỳ quan trọng với chúng ta, cũng giống như là thức ăn, đồ uống hay là không khí. Có nghĩa là chúng ta không thể nào sống được nếu mà chúng ta không ngủ. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời của chúng ta chỉ để ngủ và mơ. Thì có nhiều lý do khiến chúng ta phải ngủ. Các nhà nghiên cứu từ trường y khoa Harvard đã chỉ ra là chúng ta cần ngủ để phục hồi năng lượng. Chúng ta cần ngủ để nghỉ ngơi. Chúng ta cần ngủ để tái tạo và sản sinh ra những tế bào mới. Khi mà chúng ta không ngủ trong vòng 36 giờ, nghĩa là khoảng 1 ngày rưỡi, thì chúng ta rất là khó chịu, chúng ta không có bình tĩnh được. Khi mà chúng ta không ngủ trong vòng 7 ngày, chúng ta bắt đầu không kiểm soát được tinh thần, và chúng ta rất là nhiều người bắt đầu bị ảo giác. Và thường là từ 10 ngày trở lên, nếu mà chúng ta không ngủ, chúng ta có thể tử vong. Nói cách khác, ngủ quan trọng giống như là không khí, và cũng giống như thức ăn, cũng giống như đồ uống, và chúng ta cần phải ngủ. Khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta ngủ càng ít đi. Trẻ em thì cần thời gian ngủ nhiều hơn là người lớn. Thú vật thực sự cũng cần giấc ngủ giống như chúng ta. Và đôi khi chúng ngủ còn nhiều hơn là chúng ta. Ví dụ như mèo ngủ 13 cho tới 15 giờ mỗi ngày. Cọp ngủ 16 tiếng mỗi ngày. Và chó thì ngủ 14 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, con heo ngủ chỉ có 7-8 giờ một ngày. Vì vậy, tôi nghĩ cái câu nói mà ngủ như heo là không đúng. Chúng ta nên nói là ngủ như cọp hoặc là ngủ như mèo thì nó hay hơn. Tại vì heo ngủ cũng ít, giống như là chúng ta vậy. Ngủ có hai loại khác nhau và có nhiều giai đoạn khác nhau. Thì trong cái bài nói chuyện ở Hiền Như Tỉnh Thất, tôi nói khá là kỹ về những giai đoạn này. Và trong đó quý vị sẽ thấy rằng hai cái loại giấc ngủ mà chúng ta thường ngủ trong ban đêm là REM hay còn là Rapid Eye Movement, là chớp mắt khi ngủ. Và cái thứ hai là non-REM, là Non-Rapid Eye Movement, là giấc ngủ không chuyển động mắt nhanh, là khi mà chúng ta ngủ chúng ta không có chớp mắt. Thì hai giai đoạn REM và non-REM này chúng ta ngủ liên tục và chúng ta thay đổi từ 4 tới 6 lần trong một đêm. Giấc ngủ REM thường là giấc ngủ nông, trong khi non-REM thường ngủ sâu. Thì trong non-REM chúng ta lại chia ra làm 4 giai đoạn, là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Thì ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là trạng thái lơ mơ, chúng ta ngủ thiêu thiêu, nhịp tim chậm lại, nhịp thở đều hơn. Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì ngủ sâu hơn, sóng điện não có biên độ lớn hơn, hay còn là sóng delta. Thì ở giai đoạn này mắt và tai chân bắt đầu bất động, và giai đoạn này thường dài hơn ở người trẻ và ngắn hơn khi người lớn tuổi. Thì đó là những cái cơ bản về giấc ngủ. Bây giờ tư thế ngủ. Tại vì khi chúng ta hiểu về những cái điều cơ bản về giấc ngủ rồi, chúng ta sẽ hiểu về tư thế ngủ nó quan trọng hơn như thế nào. Đầu tiên, tư thế đầu tiên mà tư thế mà chắc là quý vị nghe nói thường nhiều, đó là nằm ngửa. Nằm như thế này, ngửa ra. Tuy nhiên, cái tư thế này không phải nhiều người ngủ. Chỉ có 8% cho tới 10% dân số, có nghĩa là 10 người thì chỉ có 1 người ngủ tư thế này. Đúng không? Quý vị thấy nó hơi lạ đúng không? Tại vì đây là tư thế chúng ta nghĩ là nằm ngửa ra chúng ta ngủ, nhưng thực tế là đây không phải là cái tư thế mà chúng ta ngủ nhiều nhất. Ngủ cách này là chúng ta giữ lưng phẳng, nằm ngửa, đầu cổ và cột sống chúng ta thư giãn ở vị trí thoải mái.
không có nhiều áp lực lên vùng này, nên ngủ tư thế này giảm được rất là nhiều triệu chứng, và đây có thể xem là một trong những tư thế ngủ tốt nhất. Ngủ tư thế này nó còn được một cái điểm là trọng lực sẽ kéo da chúng ta về phía sau, không có lệch một bên giống như cái tư thế sắp tới, thành ra da chúng ta nếu mà ngủ tư thế này thường xuyên nó thường nó sẽ trễ hơn tí xíu. Tuy nhiên ngủ tư thế này sẽ không thích hợp với những bệnh nhân mà bị béo phì hoặc là bị ngưng thở hoặc là bị ngáy. Tại khi mà ngủ ở tư thế ngửa như thế này, cái đường thở chúng ta dễ bị hẹp. Thường với những người mà bệnh ngưng thở khi ngủ thì cái cổ của họ to hơn và họ bị trọng lực kéo xuống và bị ép khi ngủ tư thế này. Thành ra tư thế này thường là không có được người béo phì hoặc là người mắc bệnh ngáy hoặc là ngưng thở khi ngủ họ thích. Đó là tư thế ngửa và là tư thế có thể là tốt nhất nếu mà chúng ta ngủ được. Tư thế thứ hai là tư thế nằm nghiêng, chúng ta nằm một bên như thế này. Nhưng mà nằm nghiêng một bên là tay chân chúng ta để thẳng xuống. Tư thế này chiếm khoảng chừng 15% dân số. Tư thế này cũng có thể giảm được bệnh đau lưng, mỏi cổ, mỏi tay do giảm áp lực trực tiếp lên phía sau chúng ta. Tuy nhiên, cái vai chúng ta ở tư thế nằm nghiêng một bên đó, đôi khi bị mỏi tại vì áp lực đẩy xuống. Bệnh nhân nếu mà bị ngáy ở tư thế này cũng sẽ ít hơn, tại vì cái đường thở của họ thoáng hơn, nó nghiêng một bên. Quý vị cũng nhớ đây là tư thế cấp cứu khi mà chúng ta có một bệnh nhân bị co giật, bị động kinh. Và khi cái đường thở chúng ta có vấn đề thì chúng ta nằm nghiêng một bên nó sẽ dễ thở hơn là chúng ta nằm ngửa. Điểm yếu của tư thế này là da nhăn một bên khi mà chúng ta ngủ, tại vì trọng lực nó sẽ có xuống, nó kéo da chúng ta một bên, bên phải hay bên trái, ở tư thế nào quý vị nằm nó sẽ kéo về bên đó. Ngủ tư thế này một bên cũng có thể khiến ngực của người phụ nữ dễ bị kéo lệch và dẫn đến chảy xệ về một bên. Thì tư thế ngửa và tư thế nghiêng như thế này là hai tư thế có thể là tốt nhất. Thành ra nếu quý vị nghe tới đây, quý vị muốn ngủ tốt thì ngủ hai tư thế này. Tư thế thứ ba là tư thế hay thường gặp nhất, hay còn gọi là tư thế thai nhi, là khi chúng ta ngủ, chúng ta nằm nghiêng một bên, chúng ta co lên, co tay như thế này. Khi co như vậy, chúng ta nhìn giống như là một em bé, giống như thai nhi, thành ra nó gọi là fetus hay là fetal position. Đây là một tư thế tốt nếu như quý vị đang mang thai hoặc là quý vị có những cái bệnh lý về đau lưng. Tại vì tư thế này giảm khả năng em bé ép lên bụng, đặc biệt là ở cái vùng những cái tĩnh mạch và đặc biệt ở là vùng gan, là khiến cho cả mẹ lẫn bé đều thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên cái tư thế này khi chúng ta ngủ, chúng ta không nên quá cong người lại giống như con tôm như vậy. Tại vì khi mà chúng ta cong như vậy khiến cho cơ hoành, đó là cái miếng cơ ngang như thế này, mỗi lần chúng ta thở thì cơ hoành kéo xuống khiến cho hơi thở chúng ta hết sâu vô. Khi mà chúng ta nằm ở tư thế này và chúng ta cong người quá giống như con tôm vậy đó, giống như mì hai tôm, quý vị nhớ, khiến cho cơ hoành nó khó thở hơn, khiến chúng ta dễ bị khó thở. Cái cách mà tôi khuyên là quý vị có thể ôm gối khi mà chúng ta ôm gối lại như thế này, hoặc là ôm bất kỳ cái gì ôm được, ôm cái gì đó, thì khiến cho tư thế chúng ta không có quá cong, thì bằng cách đó nó khiến cho cơ hoành chúng ta hoạt động tốt hơn. Thì đó là ba tư thế mà thường thấy khi chúng ta ngủ, đúng không nè, là ngủ nằm ngửa, nằm nghiêng một bên tay chân thẳng và nằm nghiêng một bên co tay chân lên. Tư thế thứ tư là tư thế ít có quý vị nằm ngủ, nhưng mà một số quý vị béo phì hoặc là nặng quá ngủ tư thế này sẽ tốt hơn, đó là tư thế nằm úp, có nghĩa là nằm mặt của mình úp xuống gối. Thì khoảng chừng 7% dân số Hoa Kỳ ngủ ở tư thế này để giảm ngáy và dễ chịu hơn khi ngủ. Tuy nhiên cái tư thế này dễ bị đau lưng, tại vì khi chúng ta nằm như vậy, cái tư thế của cột sống của chúng ta không ở vị trí nào thoải mái nhất, khiến cho chúng ta dễ bị đau lưng. Và thứ hai nữa là những cái cơ bắp và cơ thịt chúng ta bị trọng lực ép lên, về lâu dài dẫn đến cái tay và chân dễ bị tê hoặc là dễ bị đau. Thành ra ngủ tư thế này chỉ là cái trường hợp
bất khả kháng, có nghĩa là chúng ta bị bệnh ngưng thở khi ngủ, chúng ta bị ngáy, chúng ta bị những cái bệnh lý mà bác sĩ sẽ khuyên chúng ta ngủ ở tư thế này. Thường thường nếu quý vị ngủ tư thế này, quý vị cố gắng giảm cân, tại vì đó là cái điểm đầu tiên nhất, một trong những cái yếu tố rủi ro nhất của bệnh ngưng thở khi ngủ, đó là tăng cân dẫn đến chu vi của cái cổ chúng ta bự hơn, khiến chúng ta bị ép lên đường thở. Thì ngủ tư thế này thì cái gối mà chúng ta úp mặt vô cần có cái lỗ giống như cái lỗ donut. Quý vị nào đi massage chắc là hiểu ý tôi nói, là chúng ta nằm nhìn xuống dưới và chúng ta ngủ kiểu đó. Nào, những cái tư thế ngủ khác còn lại mà rất là nhiều, hoặc là một số việc cũng hay ngủ, đó là ngủ ngồi. Thì thường ở tư thế ngủ ngồi này chỉ dành cho một số quý vị bị bệnh mãn tính về phổi hoặc là cấp tính, ví dụ như là bệnh viêm phổi, có nước trong phổi, bị ung thư, hoặc là những cái tư thế khác khiến cho chúng ta nằm khó chịu hơn. Có một số tư thế sẽ giúp cho quý vị tốt hơn, tùy vào bệnh lý cũng như tùy vào cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên cái tư thế ngủ khi ngồi nó có nhiều điểm sẽ không hợp nếu mà chúng ta chuyển từ giấc ngủ nông qua giấc ngủ sâu, ví dụ như giấc ngủ REM qua giấc ngủ non-REM. Chắc là quý vị nhớ trong cái bài nói chuyện trước của tôi ở hiện nhiều tỉnh thất, hoặc là cái phần đầu của chương trình này, khi mà chúng ta ngủ sâu thì cơ bắp chúng ta co giãn ra, chúng ta thả lỏng ra, và chính vì vậy chúng ta dễ bị ngã ngủ. Thì thường thường khi một quý vị ngồi thiền hoặc là quý vị cố gắng ngủ trong lúc thiền, thì đây là một trong những tư thế mà quý vị có thể ngủ trong lúc thiền. Nhưng mà chính vì cái tư thế chúng ta chặt như vậy, đôi khi cái giấc ngủ sâu nó không có được tốt. Tuy nhiên dù ở tư thế nào, cái điểm quan trọng nhất á, là khi quý vị ngủ một giấc, quý vị thấy khỏe, thấy giống như là chúng ta mới tắm xong, chúng ta thấy yêu đời, đó là cái dấu hiệu cho thấy rằng quý vị đã ngủ tốt và ngủ sâu. Tư thế nào cũng được, miễn là quý vị ngủ thức dậy chúng ta thấy thoải mái và thấy khỏe hơn. Và nếu như quý vị vẫn có vấn đề về giấc ngủ, đổi tư thế ngủ mà vẫn không hết, thì quý vị nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ hoặc là gặp bác sĩ gia đình của mình. Tại vì giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời của chúng ta, và ngủ đủ và ngủ sâu sẽ là cái phương pháp chữa bệnh tốt nhất cho quý vị, giúp cho chúng ta khỏe hơn và giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Quý vị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe vào kênh YouTube của tôi để được nhận những video mới nhất, những bài nói chuyện mới nhất về sức khỏe. Cảm ơn quý vị.